Thầy thường hỏi đại chúng có khỏe không vậy thầy? Thầy có khỏe không ạ? Con có nghe trong một bài giảng của thầy có nói một vị hòa thượng đã tặng thầy 4 câu thơ. Đây là 4 cái câu mà trước khi Pháp Hòa đi tu thì một vị hòa thượng bây giờ ngài tịch rồi, ngài đã cho Pháp Hòa 4 câu như thế này: con hãy hy sinh hạnh phúc mình lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một tấm hình. Bây giờ vị thi sĩ này, nay con xin mạo muội dựa theo bài thơ này tiếp họa 4 câu. Thầy đã hy sinh hạnh phúc mình, trọn đời tìm đạo cứu nhân sinh. Đời thầy đã đẹp, càng thêm đẹp, chẳng luyến, chẳng lung, chẳng bận lòng. Có Hòa nhớ là khi vị hòa thượng này cho Pháp Hòa 4 câu đó, thì ngài có nói rằng mai mốt khi nào con cạo tóc đi tu, thầy cho con thêm 2 câu cuối: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh trăng. Vị Phật tử này cũng đáp là 2 câu: từ lâu khép cánh tình riêng lại, đã mở tình chung rải ánh vàng. Xin cảm ơn thi sĩ vô danh. Thưa đại chúng, khi mà mình tu thì có một cái câu hỏi là lúc đầu con mới đi chùa con tu sẽ có tinh tấn, con cảm thấy rất là hăng say từ công việc Phật sự cho đến việc học pháp. Sao đến bây giờ con vẫn đi chùa mà cái tâm hăng say đó không còn? Bây giờ nó mất say nó còn hăng không? Hăng gì? Hăng gì? Hăng máu. Có nhiều khi mình tu chập rồi thì hăng say cũng còn mà như còn nửa chữ à. Thì thưa đại chúng là ở trong Phật pháp chúng ta có một danh từ tinh tấn. Mà trước khi chúng ta tinh tấn thì chúng ta phải trạch pháp. Đây là một trong 7 yếu tố để giác ngộ. Đức Phật trong lịch sử nói rằng Đức Phật sinh ra đi 7 bước. Quý vị có thường nghe câu chuyện Đức Phật sinh đi 7 bước? Vậy thì lịch sử một Đức Phật bình thường sinh ra không có chuyện đó. Nhưng ở đây câu chuyện được nói rằng Đức Phật sinh 7 bước để nói lên một đạo lý. Đạo lý rằng mình muốn thành tựu thì chúng ta phải đi qua 7 bước này để thành vị Phật, hay là để thành được cái đạo nghiệp, cái tu tập cho mình. Thì 7 bước này, bước đầu tiên nhất là trạch pháp. Trạch pháp là gì? Là lựa chọn cái pháp. Thì bây giờ cũng thế, mình đã phát tâm là trạch pháp, nghĩa là trạch pháp là chọn làm Phật tử và chọn con đường tu tập, thì cái bước thứ hai phải có là tinh tấn. Anh chọn cái gì mà anh không có tinh tấn siêng năng thì cái đó không thể đi đến chỗ viên mãn được. Như hai cái cây, ở trong cây có lửa không? Trong cây có lửa không? Trong cây có lửa, nhưng mà lửa có thể tự phát không? Không. Vậy thì chúng ta phải làm gì? Phải cà hai cái miếng gỗ đó, cà mình phải liên tục cho đến khi nào xẹt lửa. Cũng như thế, một vị thiền sư Việt Nam chúng ta đã có nói như thế: trong cây có lửa, trong cây đã có lửa, lửa không thể tự sinh nếu không có chịu hòa. Lửa không, mình biết trong cây có lửa nhưng lửa không tự sinh, mà chúng ta phải phát lửa, phải chà hai cái miếng gỗ. Mà nếu chúng ta đang chà mà chúng ta dừng, lửa sẽ không phát. Tinh tấn cũng như thế, tinh tấn như chà hai miếng gỗ mà phải liên tục không dừng nghỉ. Đây là câu hỏi nói trên phương diện tinh tấn.
mà lại chúng cứ để ý mà không phải chỉ riêng sự học tập, mà trên đời này bất cứ điều gì chúng ta làm mà không có tinh tấn thì việc nó không thể thành tựu được tốt. Thôi bây giờ mình đã ví dụ như bây giờ mình đầu tư mình làm ăn mà mình không có siêng năng cần mẫn tinh tấn làm ăn lên thôi. Mình mới mở tiệm mà người ta chưa có biết mình nhiều, người ta chưa có biết gì hết, thì mình phải siêng năng vừa làm chủ vừa làm công, và thậm chí phải tận tụy tiện tay để chúng ta có thể bảo quản được cái cơ sở làm ăn của mình ở mức nào. Rồi cho dù cơ sở làm ăn này nó đã phát rồi nhưng cũng không thể lơ là, tại vì lơ là có thể mất mạng và có thể chúng ta mất đi những người khách lớn, và từ đó sự nghiệp cũng sẽ không thành. Cho nên dù cái sự nghiệp đó mới bắt đầu hay là bắt đầu lâu rồi, chúng ta vẫn không thể thiếu sự cần mẫn siêng năng mà nhà Phật gọi là tinh tấn. Chữ tinh là tinh tường, hiểu biết một cách trong sáng, cần là siêng năng. Vì sao chúng ta siêng năng như thế? Vì chúng ta đã tường tận, đã rõ ràng cho nó. Vì vậy cho nên không thể thiếu sự tinh tấn. Tinh tấn có ba loại. Một là phi giác tinh tấn, hai là nhiếp thiện tinh tấn, ba là lợi lạc hữu tình tinh tấn. Thế nào gọi là phi giác? Chữ phi nghĩa là mặc, giác là cái áo giác. Nếu mà mình muốn siêng năng thì chúng ta phải mặc cái áo giác. Áo giác của cái gì? Của những cái thế lực, những cái ma lực, những cái tà bại nó lôi mình. Ví dụ mình ngồi tụng mình đi lên chùa tụng kinh, với đi ra chơi với bạn thì dĩ nhiên chơi với bạn vui hơn. Chứ sự thật là vậy, mình đi chùa một ngày tu, vô bắt đầu nghĩ người ta sẽ nói trời vô trong đó làm gì, sáng ngủ thức gì, sáng sớm ngủ dậy chưa đủ mà lên nó tu nguyên ngày tu nổi không. Mà bây giờ mình đi chơi với bạn, mình mua sắm, mình ăn, mình vui, cái đó không gì, nhưng mà nó sẽ là cái hấp dẫn hơn. Cho nên nếu mà chúng ta không đủ năng lực mặc cái áo giáp để thắng những cái kêu gọi đó thì coi như mình rui sụp nó dễ dàng. Thật sự đi chơi có tội, nhưng mà giữa so sánh cái vui đó và cái vui này thì cái vui đó hơn rồi. Mà nếu mà mình không có thấy được rõ mình cái gì muốn làm thì cái này nó lo dễ đó. Cho nên gọi là phi giáp tinh tấn, thì là chúng ta mặc cái áo giáp tinh tấn. Đó là có bà chưa nói nhiều khi mình còn trên đường tu tập, mình gặp nhiều cái chướng duyên. Chướng duyên từ cái sự việc, chướng duyên từ con người. Có những con người là luôn luôn họ làm khó dễ mình. Họ nói những cái lời nói mà mình rất là khó nghe. Và đôi khi họ hành xử những cái việc rất khó chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta có cái áo giáp tinh tấn thì những cái đó nó không là vấn đề, mà nó chỉ là một cái chướng khí, chướng nạn, chướng ngại, chứ nó không sao cả, vì chúng ta có cái áo giáp tinh tấn. Thế nào gọi là nhiếp thiện tinh tấn? Đã tinh tấn thì phải gồm thâu điều lành. Tại sao? Vì chỉ khi nào chúng ta làm điều lành nó mới nuôi dưỡng được niệm lành. Ví dụ thật ra cái người ăn chay á, mình ăn chay á là ngay cái khi mình khởi cái ăn chay là cái niệm lành mình đã có, muốn ăn chay. Mà cho dù mình muốn nấu bất cứ một món gì đi nữa thì chung quy nó chỉ có đậu hũ, mì cán và tất cả các loại rau củ. Nhưng nếu mà chúng ta nghĩ rằng chiều hôm nay có khách, mình sẽ đãi khách món cua rang muối, là khởi cái ý niệm đó là trong đầu mình là mua mua về kiểu nào nè, luộc nó ra làm sao nè, không rồi chúng ta phải len nó ra sao, thậm chí là gà, là thịt, là cá, thì một cái quá trình trong tư tưởng của mình đánh dễ cá, đập đầu cá, chứa cá, mổ cá, cái quá trình niệm bất thiện nó ở trong một cái công việc mà chúng ta không mình nói ví dụ vậy đó. Vậy cho nên mình muốn niệm, mình muốn tu tập được cái niệm lành thì mình phải có cái những cái lành nó nuôi dưỡng mình thường xuyên. Gọi là nhiếp thiện là gì? Mình phải gồm thâu tất cả điều lành để nuôi dưỡng sự tinh tấn đó. Ví dụ như bây giờ
Quý vị để ý nha, mình đi làm suốt năm cái hôm nào mỗi năm chắc mình được 2-3 tuần nghỉ holiday đi chơi. Trời ơi, mấy ngày đầu đi về đi làm quẻ quải. Tại vì sao? Tại vì nó quen cái là ngủ trưa, ngủ trễ đi chơi rồi. Bây giờ mình trở lại sự cô đơn như vậy, là sự đi làm như vậy, thì tinh tấn cũng thế. Rồi cái thứ ba là gì? Nhiều lợi lạc của mình. Bất cứ việc gì chúng ta làm, chúng ta phải quán nguyện, quán thấy rằng chúng ta làm vì mọi người, mọi loài, cho nên nó giúp cho mình vượt được. Có một ví dụ như mẹ, ba đi làm về mệt quá, mình đang ngồi nghỉ về cái con đó, nó nói mẹ ơi, con đói bụng quá. Mà mẹ nghe mà con đói bụng quá, trừ trường hợp là ở nhà có thức ăn sẵn với con, mẹ mệt quá con đi kiếm gì ăn đỡ, chứ phần nhiều là mẹ sẽ ngồi dậy nấu cho con. Vì sao? Vì mình thương con và muốn con ăn cho đầy đủ, cho nên mình vượt được cái mệt đó. Mình lợi là đó là một hình thức ý nghĩa của lợi là của mình. Ví dụ như Phó Hòa qua đây thời gian rất là ít, mà Phó Hòa biết là đại chúng rất là thương, rất là muốn gặp. Bây giờ Phó Hòa không mệt chứ Phó Hòa nhớ đó, đại chúng hôm nay đã hẹn nhau gặp mình rất là đông, tự nhiên nó làm cho mình phải ngồi dậy, phải vượt tất cả mọi cái trễ nải, cái sự mà lười biếng, cái sự mệt mỏi của mình để mình đi đến với đại chúng. Thì Phó Hòa nói ví dụ vậy. Thì bây giờ một trong những nguyên nhân, cái năng lượng nào giúp cho mình tinh tấn là chúng ta phải biết rằng chúng ta vượt được cái này thì chúng ta sẽ lợi lạc được cái. Ví dụ như mình có một người bệnh, chờ hơi nửa đêm căng mình buồn ngủ lắm, nhưng mà bây giờ họ tới giờ không muốn này. Mà nếu mà họ không muốn thuốc chữa này họ sẽ đau nguyên đêm, mà mình đã mang cái danh là đi chăm sóc người bệnh thì phải chịu khó khắc phục tất cả mọi sự mệt mỏi buồn ngủ, ngồi dậy vì người bệnh mà cho họ uống thuốc, thì cái đó là siêng năng vì lợi lạc người khác. Thì một trong những cách giúp cho chúng ta vượt tất cả mọi cái khó khăn, vì chúng ta biết rằng chúng ta cố gắng chịu khó chút, người kia sẽ thành được cái này, đạt được cái này. Có vài Phật tử lo cho cái chuyến đi của các bà tại Sydney, trong khi đang bệnh. Và trong khi đang bệnh mà bây giờ cái chương trình đã đề ra rồi, cho nên vị Phật tử này có một biết mấy ngày nay là cố gắng sáng mai mới thở cái này, tại vì điểm không được biết rằng tại sao vị Phật tử đó không dám bệnh, là bởi vì mình chịu trách nhiệm cái chương trình của thầy ở Đà Sư thì phải cố gắng và lo cho cái công việc đó. Thì Pháp Hòa nói như vậy, quý vị biết không, nhiều khi tổ chức khóa tu 4-5 ngày con mình Pháp Hòa từ sáng tới tối tụng kinh của mình, hướng dẫn của mình, giảng pháp của mình, một mình mà run một cái khóa tu 4-5 ngày có nhiều sáng nó mệt. Nhưng mà cuối cùng phải ngồi dậy là vì sao? Tại chúng người ta đang chờ mình. Có thể chỉ định cho một chú, một tiểu nào đó lên hướng dẫn cũng được, nhưng mà mình biết tâm lý đại chúng đổ đường xa về đây tu học là muốn sự có mặt của mình để giúp cho các vị thêm cái năng lực. Và sự có mặt của mình cũng làm cho các đệ tử mình cũng cố gắng thêm lên, là thầy suốt ngày bận rộn nhưng mà những thời khóa nhỏ thầy vẫn không bỏ đó. Cái đó gọi là gì? Lợi lạc hữu tình tinh thần, nhất thiện tinh tấn, và chúng ta luôn luôn tạo mọi duyên lành để nó nuôi dưỡng cái sự tinh tấn. Ở đây thì Phật tử đặt một câu hỏi là làm sao như vậy? Nó có thể như thế này, có thể là mình đang ở cái trạng thái vẫn tinh tấn nhưng mà nhẹ nhàng, không có phải gấp gáp như ngày mình mới vào. Quý vị thấy mấy người nào mới đi chùa liên tục rồi bắt đầu rồi đó, cái đó là cái trạng mình mới vừa thưởng thức mấy món ăn mới phải không? Ôi cha, mình thấy dễ sợ lắm, nhưng mà từ từ sao giống như hết đi gì đó. Cho nên ngày xưa các tổ cũng dặn tinh tấn phải né tránh hai trường hợp: một là quá gấp gáp, vì gấp gáp quá chúng ta sẽ hụt hẫng; hai là tránh trường hợp chậm chạp, vì sao? Thì chậm chạp có thể lưu sụp, và chúng ta nên giữ sự vui mình.
thì có thể vị Phật tử này ở cái dạng, ở cái trạng thái là đang ở trong cái mức trung bình, trung đạo của sự tinh tấn, nghĩa là không dồn dập như ngày xưa, nhưng vẫn đi chùa, vẫn nghe pháp, vẫn tụng kinh, vẫn làm Phật sự ở trong cái trạng thái trung đạo tốt. Nhưng mà tại không hiểu, nghĩ rằng hình như gần đây mình có sự lưu sụp, nên Pháp Hòa nói vậy thôi. Nhưng mà Pháp Hòa cũng xin thưa là nếu như mình nhìn lại, mình thấy là mình vẫn giữ được những cái đó, có điều là mình dồn dập như ngày xưa thôi, thì mình đúng là như lời chư tổ dạy, đừng quá cắt giá, cũng không quá chậm chạp. Cũng giống như mình đi vậy đó, đi quá nhanh, nhìn nó xấu, đi quá chậm, coi không được, giống như vậy. Không, đi vừa vừa, đi chừng. Ví dụ mình đi theo thiền hành trong chánh điện, đi khác, đi thiền hành ngoài đường khác. Không, cũng như mình tập mỉm cười, lúc mình ngồi thiền, mỉm cười nhẹ, phải không? Và có những lúc mình chỉ cười trong tâm, tại vì mình thấy mọi việc nó như là không có gì đau khổ. Người ta chửi mình cũng có thể cười được, nhưng mà cười mình hiểu rằng mình đã thực tập cái hành lắng nghe, và mình biết rằng chị này, anh này bây giờ đang nóng, chứ không phải đứng trước mặt người ta nhăn răng ra cười gì đó, nói chị chửi hay quá anh. Cái đó không tức mà chết nữa. Thì cái cười đó coi chừng, nụ cười có thể làm người ta trào máu. Cho nên trên nguyên tắc, mình vẫn học cái câu một nụ cười bằng 10 than thuốc bổ. Nhưng câu kế nó đáp lại là cười không đúng chỗ, cười lỗ 10 than. Vậy thì quý vị hiểu được cái chỗ tinh tấn không? Tinh tấn là mình giữ mức trung bình, đừng dồn dập. Ví dụ như bây giờ mình lại Phật nè, mình phát nguyện lại Phật mỗi ngày 50 lại để sám hối, cũng như là thể thao, thể dục đi. Đừng có lại dồn dập, tại quý vị lại dồn dập quý vị mệt lắm. Quý vị nên biết cách lại, thì lại dùng 100 lại là không mệt. Cách lại là lại sao? Ví dụ mình đọc Nam Mô Phổ Quang Phật lại xuống, và trong khi cái người mà nó cúp xuống á, nó hạ cái mình xuống á, là mình thở ra bằng miệng. Rồi tại vì sao? Tại vì cái bụng mình, cái đầu gối mình, cái móc đùi mình nó ép cái bụng, mà mình đứng thở cái chết, cho mình thở ra, thở bằng miệng, mình trung ra những cái khí trượt. Rồi bắt đầu mình đứng lên, mình hít những khí thanh. Rồi bắt đầu lại tiếp, lại chậm chạp vậy đó, không gấp gì hết. Thì tự nhiên quý vị lại 100 lại trong vòng 30 phút. 100 lại 30 phút là lại từ tối. Còn quý vị lại Nam Mô Phổ Quang Phật chứng nhẹ, Nam Mô Phổ Quang Phật. Lại như vậy á, Phật nghe lên còn kịp nữa. Mới nghe kêu Phổ Quang thì nó của Phổ Minh. Trong vòng danh tổ sánh, Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, thì mình lãnh lễ các vị danh hiệu Phật đó, mình lãnh lễ từ từ, mình lễ như vậy 50 lại thôi, mà ngày nào mình cũng lễ bằng nhiều cảm, mà bữa nay mình không lại mình cảm thấy thiếu hơn, và người mình nó quẩy quại. Nhờ 50 lại đó mình được thể dục thể thao, thay vì mình đi ra mấy cái gym đó, mình tập push up, sit up gì đó. Thì bây giờ mình ở nhà mình lại Phật, mà lại Phật như vậy là mình đang sit up đó, rồi mình đẩy cái tay mình lên, nhón cái gót này, cho nên tập nếu mà mình lại Phật đúng là cách lại Phật là một quá trình thể dục. Tại vì khi mình lại xuống là hai cái chân mình duỗi nè, rồi cái mông của mình ngồi trên cái bàn chân đó, rồi mình mới ốm, mình mới ép cả người mình xuống, rồi mình thở ra, rồi tay mình xòe ra. Mà nhớ là khi mình xuống mình xòe bình thường thôi, chứ không cần phải. Mày tao tưởng mình đánh dưỡng á. Mình lại xuống quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Bình thường nhẹ nhàng thôi. Cũng giống như mình bắt cái ấn mà cũng qua đường ăn cơm vậy. Bắt cái ấn, để cái cơm lên. Bắt cái ấn này, cúng xong rồi để trên cái ấn này xả. Chứ không cần phải làm gì. Rồi xong cái đường cái chén xuống. Mà lỡ bữa nào chặt cái cơm nó lôi với bà kế bên. Rồi khi mà mình đứng dậy đó, mình nhón cái gót lên. Mình nhón cái gót lên là mình đưa người, còn nếu mình yếu thì mình lấy cái tay mình chỏi, mình đưa người mình lên.
còn mình đủ sức khỏe là mình tự mình đứng dậy. Và cái gót của mình nó có cơ hội nó nhúng lên, mình ngồi xuống. Thỉnh thoảng quý vị nào mà phải tập đó, dặn, phải tập nhóm chân đó, để cho cái gót chân của mình nó được khỏe, cái nhượng chỗ cái lòng bàn chân. Thì mình thể dục mình lại Phật là một hình thức thể dục. Thì quý vị phải lại Phật đúng là sức khỏe tốt mà không có gì chẳng hạn. Trong kinh Phổ Môn, ở phần luật tự đại minh chân ngôn có câu úm mani thét tát mi hùng hồng à, và phải đọc câu này 108 lần. Xin thầy quan hỷ chỉ cho con cách đếm để con khi đọc không bị lộn, vì đọc và nhớ thứ tự khó nhớ quá. Trời đất ơi, vừa đọc không lẽ án mani bát di hồng 1, án mani bát di hồng 2, án mani bát di hồng 3. Thì bây giờ người ta đã có cái sông chuỗi 108 hạt đó, thì mỗi lần niệm cái đó lấy ra bấm án mani bát di hồng, án mani bát di hồng hết, sau đó là nó hồng 108. Chứ giờ kiểu em biểu em chỉ kiểu nào. Còn nếu không có tiền mua chuỗi, em mua được bình đậu xanh về để 108 hộ. Cái án mani bát di hồng bấm vào bỏ qua án mani bát di hồng, cái đó là niệm của mấy bà già đó. Mấy bà cụ già niệm Phật á, là niệm ở trong cái mấy bà có một cái chén nhỏ có khoảng 10 hộp đậu, thì cứ hết xong chuỗi cái mấy bà bóc ra một cái bà để hết xong chuỗi mấy bà bóc là hết 10 hộp đậu là mấy bà niệm được 10 sâu. Cái đó là niệm Phật mà quy định mỗi ngày bao nhiêu vậy đó. Rồi ngày xưa người ta còn phát theo cuốn sổ niệm Phật trong tứ để Phật Di Đà ngồi giữa vậy nè, cái hào quang của Phật xung quanh vậy nè, mà hào quang là từng cánh sen vậy đó. Mỗi một trang như vậy là khoảng 300 cánh sen. Cứ niệm 10 sâu chuỗi chấm vô đồ vô cái sen đó một cái, 10 sâu chuỗi đồ vô một cái. Trước khi mà nhận cuốn sổ để về cái đem lên trình cho Hòa Thượng, ghi tên vô pháp danh vô cái để là Phật tử Nguyễn Thị Bông, pháp danh là Diệu Thơm. Phát nguyện niệm Phật mỗi ngày 10 sâu, rồi bắt đầu hay là 20 sâu gì đó, thì cứ 10 sâu đồ cánh sen mà đồ hết cái trang đó, từng cánh sen đồ hết cái ba trang khác, mà hết một quyển sổ như vậy đó mới đem lên cho Hòa Thượng Chí Minh. Cái đó là niệm Phật công cứ mà do một vị tổ Việt Nam mình đã đề xướng ra cái cách đó, tức là Hòa Thượng Hoàng Đức ấy, để cho các cụ phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Ví dụ vậy, cho nên cái sông chuỗi ngày xưa người ta đã làm sẵn như 108 mặt vậy đó. Mà bây giờ quý vị niệm thì làm sao đến, thì chỉ có cách làm cái chuỗi đó hết sau đó thì gọi là 108 lần. Câu hỏi thứ hai, Phật Tổ là vị Phật nào? Phật Thích Ca hay Phật Di Đà? Thưa đại chúng, là theo lịch sử nha, cái này nó qua đó theo lịch sử. Theo lịch sử khi người ta gọi là Phật Tổ đó, thì ý người ta muốn gọi Phật Thích Ca. Bởi vì nói Đức Phật là vị Phật Tổ, tức là ở trong tất cả chư Phật ở đời này. Nhưng mà trong Phật học đó, thì chúng ta ít có xài chữ Phật Tổ. Nhưng mà hễ mà có dùng tới chữ Phật Tổ thì chúng ta hiểu là để chỉ cho Đức Phật là người khơi nguồn đạo Phật ở tại cái thế giới ta bà này, cho chúng ta gọi là Phật Tổ. Đức Phật Di Đà không có sinh ở trong thế giới của chúng ta. Chúng ta biết Đức Phật Di Đà qua sự giới thiệu của Phật Thích Ca, chứ chúng ta hoàn toàn Đức Phật Di Đà không có sanh ở cõi của chúng ta. Mà chúng ta biết tất cả Phật như là Phật Diệu Sư, Phật Di Đà là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Ở phương Đông có một vị Phật đó, ở phương Tây có một vị Phật đó, chứ còn Đức Phật chưa có sinh ở cõi đời mình. Đệ tử có ba câu hỏi xin thầy giải thích. Các chùa bây giờ hay dựng tượng Quan Âm Bồ Tát màu đen, thưa thầy có ý nghĩa gì khi thay đổi như thế? Quý vị hiểu câu hỏi không?
Thật sự ra thì đâu có một cái quan điểm gì đâu. Nhưng mà bởi vì tượng Phật, ngoài tạo tượng Phật, nó còn có một cái chi tiết nhỏ nữa, đó là gì? Đó là nghệ thuật. Nghệ thuật và chất liệu. Ví dụ như là cái tượng Quan Âm phía trước chùa Phổ Minh đó, là bằng đá granite màu xanh. Thì bây giờ mình đã thỉnh cái loại đá này để tạc tượng Phật rồi, không lẽ mình phớt màu trắng lên để gọi là cho nó giống ngày xưa? Vì ngày xưa tượng là bằng xi măng, và cái màu mà dễ nhất để cho chúng ta dễ sửa sang chỉnh đốn khi bị hư hao đó là màu trắng. Và đồng thời ngày xưa mình cũng hay gọi Đức Quan Âm có một cái hình tướng là mặc áo trắng, gọi là bạch y. Cho nên chúng ta sơn cái màu trắng cho dễ trong cái vấn đề sửa chữa tương lai. Nhưng mà không có một cái quy định Quan Âm phải là màu trắng. Dạ thưa không, không có quy định Quan Âm màu gì cả. Tất cả tượng Phật là do chúng ta tự mình phát tâm. Ví dụ như tượng Phật ở đây là bằng đồng mà thép vàng, mà nói cho cái kiểu mình ngày xưa là sơn son thép vàng, tức là sơn đỏ, môi đỏ, kiểu sơn màu. Nhưng mà trên thân Phật là chúng ta đắp vàng và đi. Rồi bây giờ nếu mình thắc mắc như vậy thì nghe cả tượng này mình cũng thắc mắc luôn, nói sao mà không màu gì mà màu này, không có bà hiểu cái câu hỏi. Giống như ở bên chùa Pháp Hòa có cái tượng Phật, thì thường thường ở chùa là tượng Phật màu trắng. Cái tự nhiên bữa đó mình thấy mình thích cái màu nó hơi sáng sáng xanh xanh, cái thầy điện chủ thầy cứ kiếm cái màu sơn, nó phải sơn nhưng mà nó hơi đậm, cho nên sơn lên cái màu nó hơi xanh. Cái năm đó đi tu, có tu mùa hè, trời ơi, người nào cũng gặp có bà hỏi thầy này, năm nay thấy chùa thầy từ trong tượng Phật trong ra ngoài màu xanh hết, chẳng hay năm nay có thay đổi ý nghĩa gì không? Hay là có phong thủy gì không? Ví dụ vậy, dạ thưa không? Ví dụ như bây giờ tượng Phật bằng gỗ, đã là bằng gỗ rồi, thì chúng ta muốn giữ nguyên cái nét gỗ cho nó đẹp, thì vì tượng Phật bằng gỗ. Vì vậy cho nên khi người ta làm tượng Phật, ví dụ mình thắc mắc vậy đó, sao tượng Phật cũng bằng gì là bằng ngọc? Như vậy thì mỗi cái chất liệu gì chúng ta chọn làm tượng Phật thì nó là cái chất quý đó, thì mình muốn giữ nguyên cái bản chất như vậy. Và thưa đại chúng, tất cả tượng Phật chúng ta làm là do cái tâm thành của chúng ta và do cái phác họa đẹp nhất của mình chúng ta chế ra thôi, chứ đừng nghĩ rằng Phật Thích Ca giống như vậy. Mà nếu mà mình nghĩ vậy, quý vị đi hết các chùa coi không Phật nào giống Phật nào. Tại vì mỗi một nhà riêng khác, mỗi một cái nhà đúc tượng nó khác nhau. Chúng ta cứ làm một tượng Phật đẹp là đẹp trong cái khả năng của mình để chúng ta cùng thờ thôi. Chùa Thái để tượng Phật đưa lưng ra ngoài có ý nghĩa gì thưa thầy? Chùa Thái mà bảo thầy Việt Nam thì chắc là ý muốn nói cái tượng mà Đức Phật hở cánh tay đó, hở trần cánh tay đó. Thế này chúng là bởi vì tất cả những tượng Phật mà trần cánh tay đó là giữ cái bản chất nguyên thủy ở bên Ấn Độ. Vì ngày xưa bên Ấn Độ đó, chư tăng như Đức Phật đắp y có hai kiểu. Một là hở trần cánh tay phải, hai là quấn y khắp thân. Cái quấn y là khi nào mình ra đường, còn khi nào mình hở cánh tay là khi nào mình lễ Phật tụng kinh. Là bởi vì theo phong tục Ấn Độ là khi chúng ta hở cánh tay phải để bày tỏ lòng cung kính. Nhưng mà khi cái văn hóa này đi qua Ấn Độ, qua Việt Nam, qua Trung Hoa thì nó không phù hợp nữa. Tại vì cái truyền thống văn hóa của Alanta là kính thì phải hở, không có được hở theo, phải mặc kính. Cho nên chúng ta bắt đầu sửa tượng Phật lại bằng cách là cho Đức Phật quấn y. Nhưng mà bây giờ cái quấn y này đó, quý vị thấy quấn y là vì theo cái cách của người ở đâu mình là quấn y cho chính đáo cho trải nghiệm vậy thôi. Còn bên Thái Lan á, mãi vô những cuộc lễ lớn là các thầy hở cánh tay trần, còn khi nào đi ra đường khất thực mới quấn y.
và đang muốn như vậy mà tới giờ lễ mình thỉnh các sư linh lễ là các sư sổ y ra và thở cánh tay trần để quấn y theo thở cánh tay, vì đó là để bày tỏ sự tôn kính. Vì thế khi Phật giáo truyền đến các nước Á Đông thì Á Đông bắt đầu phải chế cái áo này, chế chiếc áo mặc như thế này để họ để mà phủ cái tay để trong những việc tiếp xúc hàng ngày, hay là cái áo hậu ta dài. Nhưng mà khi đi vào lễ các thầy đã tin, các thầy vẫn thở cánh tay phải để giữ đúng cái truyền thống của Ấn Độ là thở cánh tay phải, nhưng cũng không bỏ cái truyền thống Á Đông là kính cánh tay, cho nên trên cái áo này vẫn giữ được hai truyền thống. Quý vị hiểu được chỗ đó nha. Cho nên khi quý thầy đáp thêm, quý vị thấy quý thầy thở một cánh tay và cánh tay nó rộng đó. Giữ cách của Ấn Độ là thở cánh tay phải nhưng không bỏ cái của mình là sao? Mặc cho chính ta. Con nghe bài giảng của thầy nói người chết tan gia được nhận tiền cúng điếu. Thưa thầy, nếu tan gia nhận tiền cúng điếu, người chết đi còn nợ thế gian này không? Hôm nào quý vị nghe lại cái chỗ đó, Pháp Hòa Pháp Thưa rõ là người chết không có nợ gì hết và mình cũng chẳng nợ gì hết, là tại vì mình đâu có xin xỏ gì đâu. Đây là cái cách đối đãi của thế gian. Quý vị cứ nghĩ người mình mời người ta đám cưới, người ta cũng đem phong bao hết cho nhau, tại sao không có đó nợ? Rồi bây giờ đám tang mình đâu có mời, tự người ta tới, rồi người ta theo cái lễ là người ta muốn phụ cho mình trong lúc tang gia bối rối, có thể còn thiếu kém trong việc lo tang chế. Đó là người ta thể hiện cái tình của giữa người sống với người sống, giữa người sống với người chết, cho nên người ta đi cũng đi. Chứ còn không có vấn đề gì gọi là nợ nần cả. Mình muốn nhận thì mình nhận, mình nhận thì mình xây sở cũng tốt, mình nhận mình làm từ thiện cũng được. Bây giờ ví dụ như mình đã là mình không nhận tiền biếu, mà thông thường mình không nhận tiền thì ta đi cái gì? Cái vòng hoa. Rồi bây giờ cứ nghĩ cái vòng hoa với 50 đồng nào hơn, mua một vòng hoa 50 đồng nhỏ xíu coi gì được, ta phải mua vòng hoa 100, 200. Bây giờ nếu mà nói nợ, cái nào nợ? Nếu đã là nợ thì cái nào cũng nợ giống nhau, bất quá là hiện kim và hiện vật, một là đô, hai là đồ. Đưa đồ thì có dấu quyền, mà đưa đô thì không có quyền, mà đưa đô nó nhẹ, đưa đồ nó nặng. Cho nên đừng có ngại cái chuyện đó. Mình đi bất cứ tiền của ai mình cũng đem cái gì, mình cũng đem cái quà cáp tới mà. Huống chi là khi người thân có người mất thì chúng ta thể hiện cái tình cảm đó bằng cái phúc điếu của mình. Không có gì, không có gì lỗi lầm, không có gì nợ nần cả. Con nghe thầy giảng về việc thắp nhang đèn cúng Phật là tùy hoàn cảnh. Khói nhang dạo này không tốt, pha trộn tùm lum. Khi làm có thể thắp nhang điện. Con nghe, con có nghe thầy khác giảng là làm gì sau này sẽ bị sao. Làm vậy đó, trong đó có thắp nhang điện sẽ bị chấm chấm chấm, con quên rồi. Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là một bên đó thì nói là quý vị có bớt nhang cũng không sao, rồi còn bên thì nói là không được thắp nhang điện, tại thắp nhang điện là mai mốt bị mắc quả báo gì đó. Thì cái vị này nghe xong rồi quên cũng tốt thôi, nhờ quên cho nên phải khổ. Thưa đại chúng, đạo Phật cái mục đích là hướng dẫn cho con người tu tập giải thoát. Còn hình thức cúng bái Đức Phật như thế nào, đó là tùy hoàn cảnh và quan niệm của mỗi người. Đức Phật cũng như kinh điển để lại không hề có một quy định nào cúng Phật như thế nào cả. Vì nếu mà mình cúng Phật như thế thì mình sẽ biến Phật thành một ông thần để nhận lãnh quà cáp của mình mỗi ngày,
mà không phải là một thầy, một người thầy dẫn dắt chúng ta tu tập giác ngộ giải thoát. Chúng ta không nên nhìn Đức Phật là ông thần nhận lãnh nhan khói của mình mỗi ngày. Người thế gian người ta đến với đạo Phật kiểu đó, đó là người ta chưa hiểu đạo. Còn người Phật tử đã hiểu đạo, đã nghe pháp rồi thì phải hiểu mục đích chính yếu của Đức Phật ra đời ở đời này tu hành để hướng dẫn chúng ta là sự an vui giải thoát mọi khổ đau vướng mắc, chứ không phải ngày bỏ thì giờ ngày tu hành để lên trên đó ngồi chờ những món nhang của mình mới cúng, rồi ai mà cúng nhang điện là tội chết nghe nhạc giọng. Nếu mà Đức Phật như vậy thì Đức Phật đâu phải là một cái bậc thầy để mình tôn thờ. Người thế gian người ta không hiểu, người ta có thể làm điều đó được, nhưng mà Phật tử thì không được. Cho nên mình cúng Đức Phật cái gì như thế nào đó là tùy tâm của mình, bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Phật. Chứ Đức Phật không hề tu hành để chờ mình cúng nhang thiệt, để chờ cúng nhang mắc tiền, để chờ mua trái cây mắc tiền cho nên cúng. Mà thật thử mà nói mình phải cái gì là mình đang mua nó cúng. Thích ăn chuối cúng mặt chuối cúng mùa. Thích ăn chôm chôm mà ăn chôm chôm mệt kỹ. Mình thích cái gì mình cúng mặt cái đó mà. Phật có bao giờ gửi giấy tới cho mình xem cái message mùa này chôm chôm rẻ đó con. Chôm chôm thì cũng ta. Cho nên đừng có bận rộn cái chuyện đó, tội nghiệp cho mình cũng tội nghiệp cho Phật. Hoàn cảnh của mình thế nào mình cũng đó. Xin lỗi đại chúng mà có nhiều gia đình không có tiền mua cái lương hương, lấy cái lon sữa bò hứng gạo làm lương hương được lắm. Đây có bà kể chuyện của có bà mới qua lập chùa ở Canada. Cái chùa Trúc Lâm mà khi mới khởi sự, quý vị biết không? Bàn thờ linh á, làm lưu hương bằng hai cái bình đựng rong biển. Lúc đó họ làm cái rong biển ăn chơi nhỏ nhỏ với miếng vậy. Họ nhập qua bán rồi. Mua, kiếm hai cái lon nó về cắt ra cho nó như lưu hương vậy. Rồi phải lấy giấy đỏ dán một lần hai cái lưu hương bằng thờ. Đi ra ngoài sát trình hen á, thỉnh được cái tượng Phật ngồi dưới đất vậy. Về các bạn Phật tử lấy cái thùng mì gói lật ngược lại với vẽ cái bông sen vậy nè, rồi cắt thành cái hình dáng bông sen ịnh ra trước vậy nè, rồi Phật ngồi trên đó nhìn vô tưởng Phật ngồi bông sen, hai đâu ngồi thùng cắt tông. Mình có cái gì mình làm cái đó để bày tỏ tâm của mình, chứ Phật không hề có một quy định gì cả. Đừng bao giờ nghĩ là cúng Phật nhang này mới có phước, nhang kia tội mai mốt chết bịch bị tọa xuống địa ngục hay là tái sinh làm người bị nghẹt mũi bên năm với cái tội cúng Phật nhang giả. Mình nói như vậy đó là mình biến Phật thành một ông thần, mình vu nghĩa là hù dọa người khác. Đạo Phật không phải là đến đây để hù dọa, chút là tổn phước, chút là tổn phước, chút là tổn. Cái mục đích chính yếu Đức Phật là làm sao cho chúng ta hiểu được cõi đời như thế nào, chúng ta nhận chân được cõi đời, hiểu rõ được cuộc đời thì chúng ta an lạc, chúng ta sống. Mà cái Đức Phật đang giảng dạy cho chúng ta là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch diệt. Bây giờ nhan diện cũng vô thường, nhan thân cũng vô thường, nhưng mà chẳng qua là như thế này. Bây giờ không cho cúng nhang điện mà đem hai cái đèn cày điện, hai cái đèn điện lên để thì chịu. Rồi không cho cúng nhang điện mà đem bông giả lên thì chịu. Mà có nhiều gia đình còn nguyên dĩa trái cây giả nữa kìa. Cho nên thường các thầy hay nói coi thì bây giờ không có tiền cúng dường thì hết để bằng mặt trắng. Nhìn cho nó trang nghiêm, nó thoáng cũng sao, cũng không cần phải có nó. Bởi vì trái cây chẳng qua là một biểu tượng để nhắc nhở Phật tử khi dân cúng trái cây cho Đức Phật là cái đạo lý nhân quả. Dân trái cây là nhắc nhở mình cái đạo lý nhân quả. Muốn có quả gì thì phải gieo cái nhân đó.
và đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta tu tập phải mang lại cái kết quả tốt như là những trái cây, những cái quả tốt mà chúng ta đang chọn để dân cúng Phật này. Chứ Đức Phật không ăn cái đó. Có nhiều khi mình cũng đẹp mình làm nguyên một dĩa trái cây, dĩa là to toàn là pháo không, ăn ngán chết. Rồi đã vậy là muốn cho nó dính, cho lấy gì lấy bằng sữa răng nghiêm tay đó, sẽ nó dính. Còn có chỗ lấy băng keo vỡ vỡ Phật nhìn Phật nó chờ muốn ăn mà nó dán kỹ. Muốn ăn mà nó dán kỹ nó thôi là dính. Thờ thì phượng, mình dính trên bàn thờ sẽ chạy. Đó là sự trang nghiêm cái chỗ mà mình kính Phật vậy thôi. Chứ còn Đức Phật không hề có một quy định gì cả. Cho nên ở đây chỉ có cái bài là chúng ta cúng nhang cho Phật cũng được, nhưng mà nếu mà mình thấy rằng gia đình mình bệnh do dị ứng mùi nhang nhiều quá, bây giờ Đức Phật ngồi đó để mình đem cái nhang mình cúng, mà rốt cuộc cái cúng Phật hạnh phúc đâu, thấy mà cả gia đình mình lên mình xuống do cái khói nhang của mình, thì có phải nhiều khi nó không nói ra nó tại đâu. Mỗi lần cái đứa nhỏ nó bị diễn nó tại đâu. Có còn ví dụ nè, mình mời thầy đến nhà, mình mời quý thầy đến nhà mình dọn dẹp tươm tất, mấy đứa nhỏ nhiều khi nó đâu có hiểu. Trời ơi, mình bắt nó phải dọn dẹp sạch sẽ, bắt nó phải một lát thầy tới nó quỳ xuống lại thầy ba lại rồi khâm tay đủ thứ, cái nó bực quá nó thu cái giáp gai. Mình làm cái giáp gai bị nó ghét, mình muốn nó thương cái giáp gai mà tại vì giáp gai bắt nó dọn nhà, giáp gai bắt nó quỳ thì thôi, đáp gai bắt làm này làm kia, rốt cuộc mỗi lần nghe đáp gai tới cho hết nó thành cái gai. Nó không khéo không? Để chúng kêu lên chỗ này á, cho nên đừng có bận tâm gì. Cúng được cái tâm mình có, cái khả năng mình có cái gì, cái quan trọng là mình nhận được bài Phật, mình ứng dụng, mình sống được bài Phật. Đó là Phật tử chân chánh. Mình nắm được cái đạo lý của Đức Phật mình sống thì mình mới là người duy trì được đạo. Còn nếu không là mình thành viên của đạo Phật vậy đó. Nhang rồi ba cây, cuốc đủ ba cuốc. Rồi đã vậy xong rồi vuốt ngã. Tích hà, em gái rồi đó. Mấy cái đó không sao, cái đó là mình bày tỏ niềm tin của mình. Nhưng mà nó không phải đạo Phật. Nó phải là cái gốc rễ của đạo Phật, phải như thế. Mình có thể bày tỏ cái gì cũng được đối với Phật, nhưng mình nhớ là cái đó tự mình bày tỏ, cái Phật không quy định. Kính xin Thầy Quan Hỷ giải thích cho chúng con hiểu rõ hơn công năng và ý nghĩa của kinh thiện thiện tử chú. Cái câu trong này để là thiên thiện nữ thiện chú. Cảm có phải cái bài chú đó có tên là thiện nữ thiên chú hay là thiện thiên nữ chú? Đúng ra chúng ta gọi là thiện thiên nữ. Cái bài chú này nó xuất phát ở trong một cái quyển kinh thuộc hệ Đại Thừa. Kinh này có tên là Kinh Kim Quang Minh. Thì trong Kinh Kim Quang Minh này có một vị thiên nữ phát nguyện hộ trì cho những ai phát tâm làm lành, thì vị thiện nữ thiên nữ này sẽ hộ trì cho người đó. Cho nên vị thiên nữ này là thiện thiên nữ, tức là thiên nữ luôn luôn hộ trì người có tâm muốn làm thiện. Cho nên chúng ta thỉnh thoảng trong cái truyền thống Phật giáo Bắc truyền Đại Thừa, thì trong các chùa hay các hành giả tu theo hành trì thì hay có cái bài chú này, với cái ý nghĩa là cầu nguyện đức thiện nữ này luôn luôn hộ trì cho chúng ta trong cái việc phát tâm làm thiện làm lành. Ví dụ như bây giờ mình muốn làm ăn chân chánh thì mình cũng cầu vị này để phù hộ cho mình, để nói theo cái lời nguyện, để cho
cái công việc mình làm ăn tốt đẹp, vì mình tiền của mình làm ra bằng chân chánh thì mình sẽ giúp người bằng cái tiền chân chánh. Đó là vậy đó. Nhưng mà mình có thể ứng dụng cái bài chú này như thế này trong cuộc sống của chúng ta. Nếu chúng ta thấy ai đó trong đạo hữu bạn, trong những người bạn của mình, họ có những ước nguyện tốt lành mà mình có khả năng giúp họ, mình nên giúp họ đi, thì mình đã thể hiện cái ước nguyện, cái lời nguyện giống như thiện nữ Thiên Chúa vậy, thiện nữ Thiên vậy. Ví dụ bây giờ cái người đó người ta muốn mở một cửa tiệm làm ăn, mà bây giờ người ta chỉ còn thiếu vài ngàn nữa để người ta có thể sang được các tiệm đó. Mình nghĩ bây giờ mười mấy ngàn mình để trong nhà băng lấy lời của nhà chục tháng, thôi mình giúp cho người bạn này, họ có công ăn việc làm, đời sống họ tốt, mình cũng có cái phước. Thí dụ mình nghĩ như vậy, thì mình đem cái tiền để mình giúp cho họ, để họ có được cái hoàn cảnh họ sang được cái tiệm qua lại, thì mình đang thể hiện cái tâm, cái hạnh của một vị thiên nữ tên là Thiện Nữ Thiên. Quý vị chú ý vậy. Cho nên trong kinh đó, quý vị nhớ là kinh điển của Phật giáo nó có hai cái ý. Một là để cho chúng ta hành trì như là pháp hành mỗi ngày, và chúng ta sẽ mang lời dạy đó ứng dụng trong đời sống của chúng ta, để cho cái lời kinh này nó trở thành thiết thực. Bởi vì Phật giáo có hai pháp tu, một là pháp học, hai là pháp hành. Đó, quý vị nghe giảng về là pháp học, rồi quý vị đem về nhà quý vị ứng dụng, đó là pháp hành. Mà pháp hành nó quan trọng hơn pháp học. Học á thì mình cũng có thể học, nhưng mà nhờ mình hành cho nên cái học mình nó càng ngày nó càng trong sáng, nó càng rõ hơn, và nó làm cho mình thấy ý nghĩa, lợi ích, thì cái sự học của mình nó càng tăng trưởng. Cho nên hành nó trợ cho học, học nó trợ cho hành. Và chúng ta trì bài sự thiện ứng thiên đó để cầu năng lượng của Ngài. Nhưng bên cạnh đó chúng ta phải ứng dụng sống cho đúng với cái tâm nguyện của Ngài, thì mình với Ngài tương ưng, thì cái sự năng lực bảo trợ của Ngài sẽ mạnh hơn. Chúng con tụng kinh và nghe pháp bằng ngôn ngữ Việt, đến khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, bây giờ chúng con dùng ngôn ngữ nào để tụng kinh và tụng pháp? Cảm ơn câu hỏi rất là hay, nhưng mà em chưa lên trển. Anh không biết anh đã dùng tiếng gì. Thưa đại chúng á, nếu mà nói về ngôn ngữ âm thanh, chúng ta là người Việt, chúng ta nói tiếng Việt, người Mỹ nói tiếng Mỹ, người Pháp nói tiếng Pháp, cho nên là nước nào nói tiếng nước đó. Nếu đơn giản thôi, mình đi qua nước người ta thì cũng phải học tiếng người ta để cho mình còn gọi là communicate được rất nhiều. Nó mình nói đơn giản vậy thì lo chi chuyện đó, lo mà niệm Phật, cái quan trọng là lên trển được không, ở là lo ngôn ngữ nói gì, lên trển nói không, mới lo cái chuyện ngôn ngữ. Còn nếu mà lọt lên tới trển rồi á thì tự Phật Di Đà sẽ sắp xếp cho mình đi học kia theo. Phật là người bảo lãnh mình, thì phải chịu trách nhiệm sponsor cho mình. Cũng giống như hồi mình mới qua nước Úc thì cái nhà bảo trợ phải lo kiếm nhà cho mình ở, chứ không biết nhà đâu ở. Đừng có lo chuyện đó, ráng làm sao mà đủ quality lên trở. Mà đến khi mình đủ quality rồi đó, Quan Âm cam lộ rưới nơi đầu, thế chí kim đài trao đỡ có, trong một sát na lìa ngũ trược phản tay co duỗi đến liên trì, trong ao sen nở thấy từng tôn, nghe tiếng pháp sâu lòng sáng tỏ. Cho nên mình về đến trển rồi á,
chư thiên chư thánh đổi nhạc rước vào. Đó là mình nói gì cõi cực lạc đó. Rồi khi mà tới đó rồi thì Đức Phật Di Đà phải chịu trách nhiệm chỉ cho mình chỗ ở. Rồi ông hỏi hỏi con có biết tiếng ở đây không? Lúc đó mình sẽ ngu ngơ. Thì Phật ra nhỏ này không biết. Cho nó vô học kia xem. Không chừng Phật Di Đà còn mở lớp. Mở lớp dạy cho những người newcomers để cho phù hợp với Phật Cực Lạc. Tại là ông bà nói mình nếu tình sự, nếu đứng trên sự ứng mà nói, còn nói đứng trên những đạo lý, ngôn ngữ nào nói ra cũng không ngoài ngôn ngữ của ta. Ví dụ có bà muốn được cái khăn mà có bà nói được là mời chú dùng khăn, nhưng bây giờ có bà không biết nói, bà đưa cái khăn, người đó cảm nhận được không? Cảm nhận được. Tại vì cái tâm mình đưa mình, nếu mà mình muốn express chút nữa, chỉ ra biết đi. Ở trên có bà mới kể chuyện này ở bên nhà mình. Ở chùa có bà, có mấy bà cụ ở chùa coi chùa khi có bà đi vắng. Mấy anh đệ tử này tới gõ cửa hỏi thái, que thái. Mấy bà đâu biết que là gì, chỉ nghe từ chữ thầy thôi. Chỉ ra đường, nghĩa là thầy đi rồi. Mấy ảnh mới thấy, nhìn tới nhìn lui, bãi đậu xe, thấy xe của thầy, sao đó thầy đi. Ảnh chỉ ngược là chỉ xe này. Bà cũng hiểu ý luôn. Bà nói anh có xe thầy đây mà sao bà có nhắc. Bà có thầy đi nhắc. Biết quá. Bà nằm dài ra đi. Bà chỉ ra đường. Ông Tây hiểu rồi. Thầy đi luôn đất ngang. Cần không nhớ không? Có bà, có một bà cụ đi ra ngoài sân phơi cái khăn, phơi xong thì cái cửa quên lấy, quên anh bóp cái cửa thì cái cửa nó dập vô, cái nó khóa cửa vô được. Thì bà cứ nhớ trực lại là bà đang mở lửa hâm cái nồi canh. Bây giờ như vậy là làm sao? Bà đi qua nhà hàng xóm mà bỏ cửa năm 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 cửa, hàng xóm mở cửa ra mà không nói gì hết, mà đẩy chủ nhà qua bên. Bà đi thẳng vô bếp, bà luôn cái trong cái bếp nó có cái nồi, bà bưng cái nồi bà để lên bếp. Lửa cháy. Thế là ông chủ nhà hàng xóm biết bà này đang bị lót cửa và cái nồi trong nhà cháy. Gọi dùm đứa con bà trở về mở cửa dùm cho bà. Đứa nhìn thấy già chứ ngôn ngữ còn siêu nhiều. Ở bên Canada nó có một cái chương trình là hockey. Quý vị biết hockey, đánh cái game hockey một năm ở xứ tuyết thì nó có cái game. Mà theo cái chương trình mà mỗi lần mà như vậy á là sẽ có cái lễ chào cờ. Cái bữa đó cái cô đó cũng vô thi quốc tịch, người ta mới hỏi chứ when is Canada Day, là ngày quốc khánh Canada là ngày nào? Bà không nhớ. Cái quý quá, cái đứng vậy. Ô Canada. Bà hát cái bài chào cờ của Canada. Vậy mà bà đậu đó. Thì cái ông giám thị nó hỏi tại sao you biết. Bà nói I watch hockey. Canada phái năm bài dân member Canada thứ thiệt. Nghe hockey cũng ủng hộ. Bà cụ hát vô hỏi thủ tướng Canada tên gì? Bà có nhớ. Còn nó nhắc cái gì mà mấy đứa con nhà mình nó hay đi ăn á. Tại vì cái ông thủ tướng Canada ông tên là John A. McDonald. Nó muốn hát cái tiệm McDonald á. Nó nói cái tiệm gì mà con nhà mình hay đi ăn á. Bà mới nhớ chữ đó. Bà nói I know hamburger.
đâu. Người ta mới hỏi thì anh ta mới nói tôi cho má vô đậu là tại vì tôi sợ má vô nói một hồi nó ra biết ngắt. Dạ, enfants ở nước Úc gọi là chips á. Đừng có lo lên cả mình hỏi tiếng gì nha. Ở dưới này á, mình còn xài ngôn ngữ của thế gian cho nên còn hiềm nhẫn, bắt lỗi nhau từng chữ từng thật. Chị đừng nghĩ rằng ngôn ngữ này lên cho nó nói được. Tại vì ngôn ngữ này là ngôn ngữ chúng ta quy định và chúng ta sẽ bị chấp trước với ngôn ngữ này. Ở cõi cực lạc còn là pháp âm. Bây giờ có một ví dụ thôi, đơn giản. Thí dụ bây giờ ở thế gian mình ở ngoài đời, mình gặp bạn bè, cái cách mình nói chuyện bạn đời có khác không? Một khi mình bước chân vô chùa mình nói chuyện với bạn đạo có khác không? Đó, có một ví dụ như thế. Thì đây chúng ta hiểu rằng ở thế gian này chúng ta nói ngôn ngữ gì? Không phải, vì ngôn ngữ này còn nhiều khổ đau. Nói trịnh một chút là bắt lỗi. Ví dụ thế này, chị em cho chị này nè, xin lỗi nè, tôi đâu có cần đâu cho. Phải nói là ôi xin lỗi em tặng chị. Mà thật sự chỉ tặng, chỉ cho nó cũng nghĩa thôi. Cái nào mình cũng lấy mà. Nhưng mà hãy chỉ cho bộ tôi nghèo đói gì sao phải cho. Phải nói là tặng biểu. Con chỉ chữ lên rồi cũng cho em. Dạ, mời bác ăn cơm, dạ không. Cháu mèo mới ăn chứ người chỉ dùng. Nhưng miền Nam nói đơn giản là ăn cơm. Mình chữ nghĩa mình đó là người thì phải dùng cơm. Còn cháu mèo nó mới ăn. À, thế là nó thật buồn. Cho nên rốt cuộc là thôi về đi ha. Cho nên nếu mình nói ở cái ví dụ như vậy để chúng thấy ngoài đời, khi chúng ta sống ở đời, chúng ta chơi với đời thì chúng ta nói những từ khác. Ví dụ mình đi chơi với bạn, uống cà phê, uống rượu gì đó. Sao? Khỏe không? Anh với tôi đi làm chầu thôi. Có bao giờ quý vị nghe trong chùa nói chuyện đó? Thầy khỏe không thầy? Xuống dưới con nấu có lẩu chai xong rồi thầy với con xuống làm chầu. Chùa có xài chỉ một chầu. Thì mình nói ví dụ như thế, thì mình sẽ hiểu là thế gian xài ngôn ngữ khác, trong chùa xài ngôn ngữ khác. Thì ta bà ngôn ngữ này cũng xài được, ở trở không xài được chữ này. Vì chữ nghĩa của chúng ta là chữ nghĩa còn chấp trước, khổ đau, hệ lụy, vương mắc. Còn nếu nói nữa là biết về trở nổi không? Giờ thôi con hỏi cuối nha. Bàn thờ nhà con có ba ngang. Con thờ Phật ở trên cùng, giữa thờ gia tiên, còn ngăn cuối để kinh sách và chú mỏ. Vì con được nghe giảng nói đã thờ Phật thì không cần thờ tổ công tổ địa nữa. Nhưng có người nói là để cấm như thế là để chờ rất xấu. Bàn thờ à, để là rất xấu, bàn thờ không được để trống. Vậy con xin thầy giảng cho con hiểu ạ. Tại sao không được để trống? Xấu thôi hả? Thưa đại chúng, không có lỗi gì trong việc chúng ta để trống một ngang nào ở bàn thờ. Những cái hiểu như vậy Phật giáo gọi là tà kiến. Chữ tà là lợp chứ không có ý chê trách mình là ma, là quỷ, là tà gì hết. Chữ tà là lợp, chữ chánh là ngang. Tà kiến nghĩa là mình có cái thấy sai lợp về đạo. Chánh kiến là chúng ta thấy đúng đắn sự việc. Một cái tủ thờ ở trên thờ Phật, dưới ông bà thì tủ đó để trống có sao đâu. Có ai quy định là cái tủ đó phải để cái gì? Bây giờ ví dụ mình có 5 phòng ngủ. Hồi xưa con mình ở chung nhà đó, 5 phòng đầy. Bây giờ nó ra riêng hết, hai vợ chồng xài có 1 phòng à. Còn 4 phòng kia dư, không lẽ không được để trống. Ông ngủ phòng, bà ngủ phòng, mỗi đêm chia nhau là 2 phòng ngủ. Không có lý lẽ.
Rồi quý vị thấy á, bây giờ mình nói là để trống như vậy, không được để trống thì mình thấy nó có cái đạo lý gì đó không có. Cho nên mấy cái này đừng quan tâm. Nhưng mà thí dụ bây giờ quý vị khổ cái là hiểu như vậy, lúc nào cũng đi truyền bá cái này thì tội cho những người mà không biết gì hết, cứ nghe. Thì cái này gọi là gì? Nhất mắt dẫn buồn mắt. Một người buồn dẫn theo nguyên đàn buồn. Mà nếu ngày nào mà chúng ta còn hiểu cái kiểu Phật giáo như thế này thì tội nghiệp không? Đạo Phật làm sao phát triển được? Vì người ta nhìn đạo Phật một cách rất là kỳ cục. Kỳ cục từ cái chỗ để tránh một cái bàn thờ, kỳ cục từ một cái chuyện lạc vặt trong cuộc sống hàng ngày. Thì rốt cuộc người ta mới nói là đạo Phật là mê tín. Vì sao là mê? Bởi vì chúng ta cứ tin những gì mà nó không có lý lẽ, thì chúng ta gọi là mê cái gì đó. Cho nên đừng có bận tâm cái gì. Và quý vị cứ nhớ là mục đích chính yếu của đạo Phật không phải chỉ thờ cúng bái lại. Mục đích chính yếu của chúng ta là học Phật, hành theo lời Phật để an vui giải thoát trong đời này, rồi tạo cái đủ cái phước nghiệp thì chúng ta gọi là nếu có kiếp sau mà tin có kiếp sau thì nó cho tương lai, còn ngay đời này chúng ta có an lạc, chứ không phải để chúng ta đi vào một cái đạo Phật để rồi chúng ta khổ đau hết dọn bàn thờ này tới dọn bàn thờ kia, nội cái đạo Phật không khổ nữa. Người thì tới nó cũng con đừng có thờ Phật Thích Ca, tại vì Phật Thích Ca chùa mới thờ thôi chứ cư sĩ tại gia thờ không được. Thế là ông Phật Thích Ca vô chùa rồi, rồi tỉnh Quan Âm về để thờ. Mai chiều có người khác: ô cha, tại sao con thờ Quan Âm đứng? Con biết Quan Âm đứng bởi con khổ không? Đúng phải khổ. Thèm chi lúc này từ ngàn tỉnh bà về sao con khổ quá. Con liên quá, tỉnh bà đứng được đâu. Về chùa con thờ tỉnh bà hầu về nè. 3 tháng sau có người khác vô: trời đất ơi, sao con thờ ngồi? Con thờ ngồi mỗi lần con khổ con kêu nó ngày đứng dậy hơi lâu mấy năm. Có một đức Quan Âm mà Quan Âm không kêu với mình. Tất cả những cái quan niệm đó đều là những cái quan niệm tà kiến đó. Kiến nó có kiến là cái thấy, mà cái thấy này nó có 5 thứ: tà kiến, biên kiến là thấy, kiến thủ kiến mình chấp trước những cái gì mình thấy, giới cấm thủ là những cái gì mà chúng ta gọi là giới, là chúng ta không biết nguyện chuyển tùy duyên mà cứ chấp trước vào những cái giáo điều đó. Còn cái thứ năm là tà kiến, là cái thấy lệch lạc. Biên kiến là thấy con, thấy con. Cho nên đó, đứng trên cái căn bản quyền nào nội cái thấy của chúng ta thôi, Đức Phật đã nói chúng ta có 5 cái thấy mà để chúng ta có khổ đau, có phiền muộn. Đó là biên kiến, tà kiến, kiến thủ, kiến thủ kiến, giới cấm thủ. Rồi chưa nói là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi. 5 cái trên cộng với 5 cái này gom lại là 10. Và chính 10 cái này nó là 10 cái sợi dây nó trói mình, gọi là triền phượng. Nó trói mình, rồi nó làm gì nữa, nó sai sử mình. Cho nên cái phiền não gọi là thập triền, mà nó sai sử mình trong khổ đau. Phiền não là sử cũng là nó, nhưng mà ở cái trường hợp mà nó sai sử mình thì kêu là thập sử. Ở cái trường hợp nó làm cho mình phiền muộn gọi là thập triền. Và chính vì vậy mà mình vướng cái này thì mình không thể tới cực lạc được. Cho nên Kinh Di Đà nói: cách đây quá 10 muôn nước cõi có một thế giới tên là cực lạc. Vậy thì quá 10 muôn nước là gì? Đó là 10 cái này: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, thiện kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ. Mình vướng được 10 cái này là mình tới cực lạc Tây Phương. Cho nên Kinh Di Đà nói quá 10 muôn nước cõi. Tại sao nó 10, nó có tới 10 muôn nước? Bởi vì mỗi một cái gì mà chúng ta muốn vượt được nó, chúng ta phải tu tập chịu.
nói cái chuyện mà tham thôi, tu hành ghê lắm không? Nhiều lắm. Chưa nói là sân, chưa nói là si mà những thứ khác. Cho nên vượt 10 cái đó thì tự nhiên tới được Cực Lạc. Vậy Cực Lạc có thật, nhưng mà thật có những ai vượt được 10 cái này. Đó, chứ không phải dễ tới à. Cực Lạc có thật, mà có thật với ai vượt 10 rất khổ. Mà thật sự là khi vượt 10 cái này rồi thì tự nhiên tâm mình an tịnh. Mà ngay cái gì lúc an tịnh là Cực Lạc mình đã hiện tiền. Cho nên Cực Lạc ở đâu xa? Cực Lạc vốn tâm thật. Tây phương không xa cách, Tây phương trước mặt được. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trần. Âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung. Cho nên cái chỗ mà ta bà Cực Lạc nó chỉ ở bằng cái tâm niệm chúng sanh. Hồi nãy mình cũng đang buồn giận là địa ngục. Bây giờ trở lại cái trạng thái an vui là Cực Lạc là thiên đường. Cho nên cái cảnh giới đó, cái còn gọi là tịnh độ đó, nó tùy theo cái mức độ của mọi người. Vài câu bài. Hôm nay chúng ta được đủ duyên gặp nhau trong buổi sáng này. Và xin và kính thăm còn với đại chúng. Bây giờ là ngồi hướng trước nha. Hướng trước. Nguyện đem công đức sao con thấy lòng mẹ bao lấy
sống dài biên long. Cha con đi xa một mình ở cánh đồng lao nhọc miệng vẫn cười tươi không gần chút. Mặc áo mắt để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em vang. Mỗi khi ngân ca bài ca lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thật nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là ngon và điều đương nhiên sẽ gặp nhau ở Kai Sô Kế.